mà gặp con mình nó con dạ. Nó bị phẫu cái hở bên tim, nó thở bằng đêm mệt lắm. Cô ơi, con nghe con nói không cô? Cô ơi. Trong đây không anh? À, dạ, chào cô. Hello mọi người nha. Kha xin chào cô chú chị em đã quay trở lại với video tiếp theo của Kha. Chúc mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe và vui vẻ bên gia đình của mình. Thì hôm nay Kha biết được một cái hoàn cảnh cũng khá là khó khăn. Và hiện tại Kha đang ở thôn Phú Quý. Cái đây là cái thôn, cái làng của Kha ở luôn nha. Ở đây là khu phố 4 đúng không anh? À, khu phố 4, thôn Phú Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận nha mọi người. Dạ con chào bà. Sao bà khóc dữ bà? Chắc là bà gặp con mình đó con. Ủa, là cô trong đây là cái gì của bà? Đâu, con gái của bà. À dạ, tại bà cô bị sao vậy? Bà kéo cái quần cô lên chút được không? Tại con đang quay phim á. Bà bình tĩnh đi bà, để con hỏi chút được không bà? Dạ được rồi, để cô nằm con hỏi chút. Cô bị sao vậy bà? No, bệnh phổi, bệnh tim. Bà ngồi xuống, con hỏi chứ, bà ngồi. Bà bình tĩnh, ngồi xuống đây. À, rung quá thì cứ con... Dạ, cứ bình tĩnh đi bà. Lửa góc nào sáng qua nha em. Bà rung quá. Bà cho con hỏi là tại cô bị sao vậy bà? Nó bệnh gì bị hở bên tim, bữa lại bệnh tim, bệnh phổi. Nhiều lắm hả? Ông cứ lại bị gì đó mà bà già bà quên rồi. Dạ. Nó bị phẫu cái hở bên tim, nó thở bằng đêm mệt lắm. Là cô có chồng có con gì không? Không có chồng có con gì hết, đòi trơn của hai mẹ con không ngủ hôm. À, nhà ở có bà với lại cô thôi hả? À, hôm. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? 52. Cô 52 tuổi? À. Còn bà là bao nhiêu tuổi? 77. 77? À, có ai mẹ. Ủa, dạ. Cô gì là có đưa cô đi bệnh viện được không bà? Cũng có lâu rồi đi về, cũng nằm giữa bệnh viện mà rồi lâu rồi đi về. Là bệnh viện trả về hay sao? Bệnh viện nó trả về. Dạ bà bình tĩnh hay bà bình tĩnh bà nói? Mình bà hôm tưởng nó chắc, hôm bà rung gần chết. Và nó tao cứ đi bằng ngày thì có mình đâu già yếu rồi không. Dạ. Bừng đêm không có ai tới. Bây giờ là cô thở không nổi hay sao vậy bà? Thở không nổi, sao một trưa đầu tháng chiều qua giờ không có ăn miếng nào hết trời trơn. Là cô nằm ở như gì lâu chưa bà? Chiều qua luôn hả? Hả? Ý là cô thở như gì giờ chiều qua luôn hay là mới thở đây? Nó thở vậy là cũng lâu rồi chứ. Dạ. Bây giờ hỏi là cô nói được không? Mình hỏi là cô có nghe được cô nói được không? Chắc lần nãy chú cô ấy mà nó không nói được nữa đâu. Không nói được luôn hả bà? Không. Bây giờ là cô kiểu như lấy hơi lên luôn rồi mọi người. Thì Kha nghe người ta nói là hiện tại ở đây là có hoàn cảnh của bà có một người con gái đang bị bệnh rất là nặng. Thì hoàn cảnh đây là mọi người. Thì khi ra thuốc thì bây giờ là cô đã nằm như vậy là cô gọi như là lấy hơi luôn rồi, cô nói không được nữa. Là kiểu như bác sĩ rồi bệnh viện rồi là thua trả về luôn hả bà? Trả về. Dạ. Là nhà hiện tại chỉ có hai mẹ con.
Nhà này nhà tình nghĩa hả bà? Ờ, nhà nước cho. Dạ. Ờ. Không con không cháu luôn hả bà? Không con đâu, không có con cũng gì hết. Trời thân của mình hai mẹ con tâm tâm thì cũng không bệnh lắm. Theo quê rồi. Bố mình lật lật nó sao kể nó có cái chết thì chết bên ngày có người ta đồ tới lui bên đêm mình mẹ mà ông không biết ai hết đội trơn để con hỏi thử bây giờ hỏi là cô không nói được luôn hả bà hỏi không nói được con hỏi thử cô ơi cô ơi cô ơi con nghe con nói không cô cô ơi không không nói được luôn mọi người cô ơi hơi thở của cô rất là yếu mọi người bây giờ là cô nói không được luôn hỏi là cô không nói chung là không trả lời được nha mọi người. À còn chú là cái gì ở đây chú? Sắc Lan. Dạ chú Sắc Lan hả? Dạ. Dạ biết chị, hồi đó giờ sống mười mấy năm biết chị. Dạ. À, chú cho con hỏi chút là cô bị như vậy lâu chưa? À, cách đây tháng mấy. Tháng mấy? À. Dạ. À. Rồi cô nằm ở nhà bệnh viện trả về là cô nằm ở nhà với bà vậy thôi hả? Đúng rồi. Dạ rồi rồi còn cô mệt nổi mệt luôn như vậy là bắt đầu nổi mệt như vậy là từ khi nào? Mới đây. Mới đây luôn hả? Mới đây. Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Có mấy hôm còn thở được nên mệt bên đây. Mệt quá thở không nổi nữa rồi hả? Ngày đây. Dạ. Thì con có nghe nói là hôm qua chị kia gọi thì hôm qua con bận không có xuống được. Thì hồi nãy là nghe chị kia gọi nói là gọi như là cô lấy hơi lên. Đúng rồi, mệt dạ. Quá. Ngày hôm qua thở được nên mệt quá chị hết nở. Thì con nghe có người gọi nói là chị gọi như hấp hối á mọi người cho nên ra là phải chạy xuống xem thử thì đó thì hoàn cảnh của chị nằm như vậy bây giờ là nói chung là cô nói không được nữa đúng rồi chính xác nói không được nữa nhà chỉ có trước giờ chỉ có hai mẹ con vậy thôi hai mẹ con hồi đó giờ hai mẹ con xui giờ ở đây mười mấy năm mà mới hai mẹ con thôi dạ à là là đây là hai chị em hả? Dạ. Chị em ruột. Bà với bà đây là bà, ai là chị ai là em? Chị. Bà là chị. Đây là em. Dạ. Không chồng không gì luôn. Nó hai bà không chồng luôn, có mình đứa con gái. Nói chung là chị gái đây chị bệnh cũng lâu rồi mà điều bệnh viện ta tải về nằm tháng mấy nay tháng mấy không có tiền. Dạ. Thấy không bảo tỏ lắm. Dạ, rồi bắt đầu là mới lấy hơi mệt lên đây luôn á hả? Lấy không mệt đây hôm nó cũng lấy hơn mệt mà vì gặp cái người tao là chết một ngày con người này người kia là tao chứ cùng bừng đêm của mình mà dạ. Rồi ai tao mà sợ mà cũng ở trong nhà dạ thì bây giờ biết sao luôn á mọi người thì nói chung là cô đang rất là mệt và cô thở không nổi nữa rồi con mà bây giờ mất vậy cũng đeo đâu cái nhà đó cũng là nhà tình tình nghĩa cho chứ tình nghĩa tình thương người ta cho các cái gì của cô cái nhà này. Lúc trước là ở lúc trước là ở cái nhà tôn bên đây á hả dạ nước ngập rồi bắt đầu cái nhà này là nhà nước cho tiền cất nước cho tiền thầy cô để mưa là đạo gọi tiền cho tiền lỡ ra lỡ vô ổn thì nhà chị đấy gọi đi nè giờ đủ đâu cũng dây mượn chứ không đâu có tiền một mỹ là to một mỹ khổ dạ bữa nay bệnh tính ra bệnh nằm bệnh rồi đó để mở nói này thiếu ngầu nó ngà dạ là nó điện bên tụi con á dạ là giúp đỡ cho mày là nói con này dạ. Đỡ cho mày để mà thuốc men dạ. Đó mà nó nói mợ à con hiền phức lắm dạ. Con không có dám dạ. Mày không dám thì sớm là người ta giúp cho mày dạ. Đó người ta biết địa chỉ số điện thoại mấy đứa nó giúp đỡ nhau dạ. Là để nó nói dạ. Ở nhà nói cho chứ mày sao mà mày nói được không
mà nó khóc ghê. Dạ. Con sợ Dương Phước mất lòng ta lắm. Dạ. Bữa nay mà mất lòng cái gì? Tại dạ. Không có tiền. Tại vì chị ba là con mình chị ba, mày con mình mày. Hoàn cảnh cũng khó khăn lắm cái gì chứ. Người ta giúp bà, kể dạ. Ít nhiều uống thuốc. Dạ. Không chịu. Dạ. Nói chung là ba cũng sợ, ba không có dám. Hôm qua xuống mà khóc với chị á. Chị thấy trong TV chứ không chưa thấy ở ngoài. Nó có nói, dạ. Từ mai mới không biết ai mà đem cho 5 kg gạo, 5 kg cam, với là mười mấy quả mì tôm. Dạ thì nó cũng xuống đó. Mà con biết người nó nói vậy. Dạ, dạ, dạ. Ra khóc, họ đi ra thăm nó, mấy người khóc, chứ mấy người con đều qua hai bị tôm. Nói chung là có hai bị con đều đô, không có ai tấu, nghe thấy ai tấu, nó mừng lắm. Dạ, dạ. Chứ không có ai đâu, đúng là cô mệt quá rồi hả cô? Thôi bà bình tĩnh đi bà. Mà nín đi bà. Đừng bà đừng có khóc nữa. Cứ bình tĩnh đi bà. Giờ cô, giờ bà càng khóc nữa là cô nghe rồi cô càng càng mệt nữa. Bà cứ bình tĩnh và đừng có khóc nữa. Bà khóc nữa là cô càng mệt nữa. Phải nói bây giờ không biết sao nữa mọi người. Bà ngồi nhé. Thế mình bỏ ra mình đi thân mau. Lỡ mày chắc là cái nhà này tao chứ tao cũng đâu có dám ở mình. Tao thế bây giờ gì nè, để con nói bà vậy bây giờ là cô vậy rồi thì bây giờ cô bà cũng đừng có đau buồn nữa, rồi bà cũng đừng có khóc, bà càng khóc á là cô nghe được rồi cô càng càng mệt nữa, đó thì bà cứ bình tĩnh đi, kệ bây giờ tới đâu hay tới đó chứ bây giờ là mình có khóc thì càng đau lòng xem chứ bây giờ có được gì đâu, dạ bà cứ bình tĩnh đi, có gì xảy ra mình cũng bình tĩnh, thì cứ để cô nằm đó đi, dạ thì được tới đâu hay tới đó. Thì con cũng nghe thông tin đó, thì bà với cô ở hai mẹ con cũng khó khăn á đó, cho nên với lại là chị kia mới gọi nói là cô lấy hơi lên á đó, cho nên con chạy con lật lật con nhà con chạy xuống đây thì con cũng thực sự là rất là đau lòng đó mọi người. Thì bây giờ ở đây là con cũng không có nhiều nha, con có một chút tiền của mình thường quân đó, là con ở đây con có của chị Nicky Phạm ở Mỹ 1 triệu. Gì cũng cảm ơn. Dạ dạ dạ, ở đây là con có của chị Nicky Phạm ở Mỹ là 1 triệu, với lại chị Thu ở Úc là 1 triệu, là 2 triệu để con thay mặt cho hai người mạnh thường quân đó để con gửi tới bà, để bà cầm đó rồi có gì thì xây sửa nha bà. Dạ còn bà đừng có đau lòng nữa. Dạ thì chuyện đâu thì nó còn có đó thì cứ để cho nó thuận theo tự nhiên đi. Chứ bà càng khóc là mọi người càng đau lòng nữa, là cô càng mệt nữa nha bà nha. Thế bây giờ bà bớt đau lòng nha. Dạ. Ở đây nè bà. Ở đây là con có 2 triệu nha, của chị Kỳ Phạm ở Mỹ 1 triệu và của cô Thu ở Úc 1 triệu nữa. Năm nè. 1,5 triệu nè. 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2 triệu đây bà. Đây con thay mặt cho hai bức bệnh thường quân. Đây con gửi cho bà. Gì cũng cảm ơn. Dạ. Thì bây giờ là bà cứ giữ đó đi nha. Dạ, có gì thì xây sửa. Còn bà cũng đừng có đau lòng, bà cũng đừng có khóc nữa. Tại vì càng khóc thì tất cả càng đau lòng, cô nghi cô càng mệt nữa. Dạ. Cô thì cứ cố gắng đi, tới đâu thì nó hay tới đó thôi nha bà nha. Dạ. Bà cũng cảm ơn con. Dạ. Như thế bà cố gắng nha bà, bây giờ con xin phép bà con đi nha. Dạ, nếu có gì thì con dạ, nếu có gì con ghé lại con thăm bà nha. Dạ 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 dạ. Dạ, con đi nha bà nha. Dạ. Thôi con đi luôn nha bà. Dạ, con đi luôn cô. Thì Kha xuống Kha thăm cái hoàn cảnh thì phải nói là thật sự là cô phải nói là bây giờ là chắc Kha theo Kha nghĩ là chắc cô thọ không nổi đâu mọi người. Chắc cô sống không được bao lâu nữa đâu. Bây giờ lấy hơi lên như vậy rồi. Thì chỉ nói chung là giờ không biết sao nữa, Kha cũng không dám nói điều gì nữa. Chỉ cầu mong điều may mắn đến với
bà với cô thôi. Thì bây giờ là Kha cảm ơn cô chú anh chị em đã bỏ thời gian ra để theo dõi video của Kha nha. Mọi người yêu quý Kha, để lại cho Kha một like và một đăng ký kênh kèm theo lượt chia sẻ nè. Chúc mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe và vui vẻ bên gia đình của mình. Bây giờ Kha xin dừng và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye các bạn.